birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Johnny. Oh, thank you, mom. Đây là birthday của em bốn đây.
thầy đủ chân thôi. Hả, tiệm chân thôi. Ờ, được, được rồi. Trời ơi, sống kiểu này mà. Mà để dành cho má đi, ba ăn phải không? Được không? Đúng rồi. Tối rồi không ăn được. Thank you, thank you. Trời mà khổ nổi gia đình bình yên tay qua nó nói là tốt nhất là đứa hạnh. Rồi em đi tập. Ra đi làm kiểu khó hơn cái kia. Ăn xuyên mà, ăn xuyên nó khác. Ăn xuyên rồi, ăn xuyên rồi, ăn xuyên rồi, ăn xuyên rồi. Thấy nó đẹp cái này bằng mồ hay gì đâu thôi. Ăn xuyên, cái này 35 đồng, cái bên không có hai mấy đồng. Cái này là... Ăn xuyên là mát. Ngon chứ. Đám cưới rồi anh ăn, đặt ở đây đó. Ít ngơ ngọt. Cái này Việt Nam còn cái kia tàu. Cái này cái bài cái niệm Phật này tao không khi nào mà tao quên đúng rồi đó, đi đứng nằm ngồi đi chợ đi đi đứng nằm ngồi chẳng chấp không có cái gì. Mẹ nói làm bằng lá dứa, lá dứa sợ chúng nó đem về cho chỉ cường nó ăn không có được á, sầu riêng á nó không biết ăn. Ngồi đi học đâu có thổ lộ gia đình bình yên á, đâu làm sao là đâu ngồi đi học ngồi. Bánh nãy còn nguyên, bây giờ nó te tu hết trơn gì vậy đó. Chắc rồi, uống ăn rồi, uống rồi ăn đi để nó chảy. Má ăn bánh này không? Má ăn bánh này không? Đang đưa nguyên cái hộp cho má. Ăn cho, ăn thấy sao bánh? Hả? Bánh sao? Ngon không? Mấy nguyên cái hộp đợi cho má rồi, ngon quá. Kiều không nổi. Làm giống như cái ông bữa hổm. Má coi đi mà. Đó, giòn đẹp. Giòn đẹp phải không? Sức chắc không? Nồi đó mới lấy cái nào đấy. Để đi, thôi, có con này nè. Nó để anh bạn lên, má bưng mệt. Để cho anh bạn ăn, để cho anh bạn ăn, nó ăn chứ. Ừ, để ta có mấy này được rồi. Má nhớ mấy đứa con không? Con của con được. Má nhớ má mấy đứa con không? Trên 10 đứa vậy. Trời ơi, bởi vậy quá trời bất đê luôn.